Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Nhôm nát, sát vụn, bán đi, vỏ chai, vỏ hộp bán đi. Bạn thân mến, đồng nát, sắt vụn, bán đi Ấy là tiếng giao quá là quen thuộc của các bà, các chị làm nghề đồng nát trên mọi đường thôn ngõ phố, từ thôn quê cho đến thành thị. Nghề đồng nát cũng đã song hành cùng với sự phát triển của các đô thị. Không phải là ai trong chúng ta cũng biết rằng đây vốn là một nghề phi chính thức, nhưng lại là lực lượng tiên phong trong thực hiện kinh tế tuần hoàn và đóng góp lớn vào chu trình tái chế rác thải tại Việt Nam. Ước tính hiện Việt Nam có khoảng gần 3 triệu người đang hoạt động trong ngành thu gom tái chế rác thải phi chính thức, Phát triển hoàn thiện lực lượng này sẽ góp phần quan trọng vào bài toán bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, mỗi ngày có trung bình 7.500 tấn rác của Hà Nội được đem đi trôn lấp tại bãi rác Nam Sơn. Mạng lưới thu gom rác tự phát đã giúp giảm bớt một lượng đáng kể rác thải phải mang đi trôn lấp trong bối cảnh các khu xử lý rác đang bị quá tải như hiện nay. Và điều này thì cũng cho thấy vai trò quan trọng của mạng lưới này trong hoạt động thu gom rác của thành phố, bên cạnh hoạt động thu gom rác chính thức của các công ty môi trường. Còn theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội thì mạng lưới đồng nát không chỉ góp phần giải quyết vấn đề rác thải của thành phố mà còn có ý nghĩa nhân văn khi mà tạo được công ăn việc làm cho phần lớn những người từ nông thôn ra thành phố, những người đã không còn ruộng đất để trồng cấy. So với nhiều đô thị trên thế giới, mạng lưới thu gom rác tự phát hiện nay tại các đô thị của Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội là tương đối tối ưu và mạng lưới này đã thực sự tạo ra hoạt động kinh tế trong bối cảnh mà nguồn tài nguyên thì ngày càng cạn kiệt trong khi số lượng rác thải hàng ngày lại có xu hướng tăng cao do quá trình đô thị hóa thì các cơ quan quản lý hay chính quyền thành phố cũng cần nhìn nhận rằng rác thải cũng là nguồn tài nguyên có thể tái chế thành năng lượng và các sản phẩm khác thông qua mạng lưới đồng nát mới có thể phát huy hiệu quả tối đa của hoạt động tái chế thúc đẩy hoạt động phân loại rác tại nguồn những người đồng nát ve chai đang ngày ngày cần mẫn thu gom và phân loại hàng nghìn tấn rác mỗi ngày cho các đô thị lớn nhưng hiện vẫn chưa được nhìn nhận đúng vai trò và vị trí của họ thay đổi cách nhìn về họ trong mắt người dân và các nhà quản lý có thể thúc đẩy hoạt động của mạng lưới đồng nát hiệu quả hơn góp phần giải quyết tốt hơn vấn đề xử lý rác thải vốn đang rất nóng bỏng tại nhiều địa phương ở nước ta và trong cách tiếp cận hiện đại thì rác không còn là thứ bỏ đi nữa rồi mà được xem là một tài nguyên thực sự. Nhưng rác chỉ có thể trở thành tài nguyên khi mà được thu gom, được phân loại một cách hiệu quả, được xử lý bằng các công nghệ tiên tiến, phù hợp. Và mạng lưới những người làm nghề nhặt ve chai, thu mua đồng nát, những cơ sở thu gom phế liệu đang làm rất tốt việc này. Và nếu như mà chính quyền các đô thị có sự quan tâm, tổ chức lại một cách bài bản hơn nữa, có những cơ chế hỗ trợ để khích lệ họ thì không những là thúc đẩy được hoạt động này góp phần đắc lực hơn vào công tác phân loại rác thu gom vật liệu tái chế mà còn thúc đẩy sự thay đổi hành vi của người dân hướng tới phân loại rác từ nguồn từ hộ gia đình từ cơ sở sản xuất kinh doanh đồng thời đó cũng là cách để các cơ sở này không phải hoạt động lén lút trong điều kiện mất vệ sinh mất an toàn cháy nổ cho chính họ và cộng đồng phát huy vai trò của mạng lưới ve chai đồng nát Thực ra là không cần phải đầu tư quá nhiều, điều cần nhất đó là thay đổi cách nhìn về họ. Thay vì là coi họ là người yếu thế, mưu sinh bằng những thứ mà xã hội đã thải ra thì cần đánh giá đúng vai trò của họ, những người mà đang tái tạo tài nguyên, đãi giác, tìm vàng. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo, nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập đối với người mua. Theo đó, đối với điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội được đề xuất trong dự thảo, nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội phải đáp ứng được điều kiện thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu đồng một tháng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong 3 năm trước liền kế năm được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội. Như vậy thì đối chiếu với quy định cũ, mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng đề xuất tăng lên thêm 4 triệu so với mức quy định trước đây. Trước đó thì điều kiện về thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội đã được đưa ra thảo luận nhiều lần tại Quốc hội nhằm sửa đổi luật nhà ở. Đa số ý kiến cho rằng là việc điều kiện trên đã lỗi thời, cần thay đổi cho phù hợp, mục tiêu là để mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội, bởi theo tính toán của một số chuyên gia, nếu người mua nhà phải vay ngân hàng từ 70 đến 80% tổng giá trị tài sản thì mỗi tháng đã phải mất khoảng 10 triệu đồng để chi trả cả gốc lẫn lãi nên những người có thu nhập dưới 11 triệu thì nhiều khi không dám vay mua nhà bởi còn phải gánh thêm các chi tiêu khác. Vì thế, nâng lên 15 triệu đồng một tháng là phù hợp. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai với hơn 411.000 căn hộ. Trong đó thì hoàn thành 71 dự án với quy mô hơn 37.800 căn, khởi công xây dựng 127 dự án với hơn 107.800 căn, được chấp thuận chủ trương đầu tư 301 dự án với khoảng hơn 265.000 căn. Theo nhận định của Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, thì sự lệch pha quá lớn giữa cung và cầu đã khiến kết quả phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua của nước ta chưa được như kỳ vọng. Nhiều tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gần như là không có nhà ở xã hội trong những năm vừa qua. Còn ở Hà Nội thì cũng phải đến 2-3 năm nay mới có một dự án dẫn đến tình trạng cầu lớn nhưng cung ít và thêm nữa, quy định về hồ sơ mua tương đối là chặt chẽ và vì thế để đáp ứng được các yêu cầu thì người dân phải chuẩn bị trước và mất nhiều thời gian. Việc Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương cụ thể hóa chương trình hành động về nhà ở trong ngắn và trung hạn căn cứ theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ là một tín hiệu tích cực không chỉ với lĩnh vực xây dựng, bất động sản mà hơn hết với hàng triệu người lao động thành thị thu nhập thấp. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trên thực tế như tiến độ triển khai dự án còn chậm, không có nhiều dự án mới được công bố hay chưa có hướng dẫn cụ thể để tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, rồi giá nhà và lãi suất cho vay còn cao so với khả năng chi trả của người dân, đủ cho thấy giấc mơ an cư của số đông người lao động vẫn còn xa vời người lao động nói chung và người thu nhập thấp đô thị nói riêng đã và đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển của các đô thị do vậy giấc mơ an cư của họ cần phải được trân trọng quan tâm giải quyết thực chất chứ không phải là chỉ dừng lại ở chủ trương hay là hô hào khẩu hiệu chung chung bạn thân mến bạn vừa nghe podcast hà nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình hà nội các bạn có điều gì muốn trao đổi hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại